Lễ tình nhân Valentine là dịp đặc biệt để mọi người bày tỏ tình cảm của mình với người mình yêu. Không ít người đã tìm đến những món quà tặng thể hiện sự ý nghĩa ngọt ngào như sô-cô-la, hoa, thú nhồi bông. Nhờ vậy, thị trường quà tặng vẫn mang lại sức hút đối với nhiều người. Tôi muốn mua quà tặng sô-cô-la và hoa cho người yêu tôi. Tôi thấy giá cả thì sô-cô-la cả bây giờ mà năm nay cả mọi năm thì cũng không chênh nhau là mấy. Còn ngoài thị trường ấy thì bán rất nhiều các cái đồ để tặng ngày Valentine này, nhưng mà tôi vẫn thích sô-cô-la cả hoa hơn, vì sô-cô-la mang sự đến ngọt ngào, hoa là hoa tình yêu, biểu hiện tình yêu, sự chung thủy. Tôi rất thích sô-cô-la cả hoa. Chị Yến, chủ một cửa hàng quà tặng cho biết, cửa hàng của chị nhập về nhiều loại quà tặng khác nhau để phục vụ nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên, lượng người mua lại có phần hạ nhiệt hơn so với một số năm trước. Như năm nay so với mọi năm thì năm nay không được bằng mọi năm. Tại vì là mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã được đẩy lùi, nhưng mà kinh tế eo hẹp cho nên là người dân cũng rất quan tâm đến giá cả. Cho nên là đa số là bên mình là bán được các mặt hàng tầm trung và tầm nhỏ. Số lượng thì cũng khoảng mấy chục khách một ngày. Cũng có sô-cô-la các thứ thì mình làm mẫu mã đa dạng hơn và đổi mới hơn rất nhiều. Có sô-cô-la nhũ hay là các hình trái tim làm độc đáo và lạ mắt hơn, nên là cũng thu hút được nhiều khách hơn. Bên cạnh các món quà quen thuộc, nhiều người còn tranh thủ tìm đến những món quà tặng độc đáo. Một trong số đó không thể không nhắc đến bông hồng mạ vàng 24K này. Mặc dù giá của bông hồng mạ vàng cao gấp nhiều lần những món quà khác, nhưng không ít người vẫn lựa chọn với mong muốn tình yêu của họ sẽ không bao giờ phai tàn. Mọi năm thì mình có mua hoa và sô-cô-la tặng bạn gái. Năm nay mình muốn có một món quà khác nó độc đáo và đẹp hơn, mang ý nghĩa hơn, thì mình đã tìm hiểu một số món quà ý nghĩa về vàng phong thủy. Mình chọn bông hoa hồng này để tặng bạn gái mình. Hy vọng là bạn sẽ bất ngờ và vui khi nhận được món quà này. Trong dịp Valentine này, chúng tôi có rất nhiều mặt hàng và nổi bật, trong đó là sản phẩm hoa hồng mạ vàng 24K. Và mình thấy là sản phẩm này rất phù hợp trong dịp Valentine này. So với năm trước thì mình thấy năm nay là nhu cầu hỏi về sản phẩm này cao hơn so với năm ngoái. Năm ngoái còn liên quan đến đợt gần dịch cho nên nhu cầu về mua sắm cũng bị hạn chế. Ngày lễ Valentine, mỗi cặp đôi sẽ có cách riêng để thể hiện tình cảm của mình với người mình yêu thương. Đó có thể là những món quà, những buổi xem phim hay đơn giản là cùng nhau thưởng thức món ăn quen thuộc. Những cặp vợ chồng bày tỏ yêu thương bằng những món quà như một bó hoa hồng, đồ trang sức hoặc cùng nhau mua những món quà người kia thích. Miễn sao, mỗi người đều có thể cảm nhận được sự yêu thương và hạnh phúc trong ngày đặc biệt này.